Mến chào cô bác anh chị em đã trở lại kênh cây kiểng bông trang dân Úc. Hôm nay dân Úc quay lên một cây trang đột biến hồng phấn nhật đá chung. Màu bông rất là đẹp, màu sắc rất đậm đà. Bông đang nở dày đặc và còn rất là nhiều cánh bông chưa nở. Quay cận kề cái bông cho cô bác anh chị em xem nha. Rất là đẹp. Bông này nhìn sơ qua thì giống như bông trang tím sen Vĩnh Châu nha các bác anh chị em. Bông này thì cũng có mùi thơm nhẹ thoang thoảng. Cây này có chiều cao là 7 tấc, tán ngang 4 tấc, một cốt thốt thân cao thì thường chậu. Thốt thân từ mặt bầu lên chi cành gần 5 tấc. Hoành thân của nó thì em ngón tay một chút. Em ngón út một chút. Màu hoa rất là đẹp. Rất đậm đà. Cô chú bác anh chị em yêu thích thì giao lưu với mình qua số điện thoại là 034 988 1409. Số đó là số Zalo của dân Úc. Tiếp theo dân Úc quay một cây bông trang giống mới cho cô bác anh chị em xem chiêm ngưỡng nha. Đây là loại bông trang giống mới, loại siêu bông. Mỗi đọt mỗi bông mà bông nở rất là bự, màu hường cam có pha lẫn cánh vàng vàng của bác anh chị em. Đây là trang hường cam giống mới, thì dân Úc tạm gọi nó là giống trang hường cam Indo nha của bác anh chị em. Đây là giống cam hường cam Indo, dân Úc tạm gọi. Và tiếp theo dân Úc phân biệt cây cam đỏ cam Đài Loan cho cô bác anh chị em xem nha. Đây là cây trang đỏ cam Đài Loan, lá nó hình bầu dục, hình trái tim, nó ôm vào chi nhánh. Còn dân Úc quay cận kề cái lá của hường cam Indo cho cô bác anh chị em xem. Đây là cái lá, nó có cuống lá, nó có cuống lá. Cô anh chị em xem kỹ nha, nó có cuống lá và lá nó khác nhau. Màu hoa rất là đẹp, màu hoa rất là đậm và màu hường hường vàng vàng cam cam rất là đẹp. Cô anh chị em xem nha, cái bông nở rất là to. Tay dân Úc để vô tượng trưng cho cô bác anh chị em xem. Tay dân Úc có còn nhiều cánh hoa chưa nở và hoa này nở lâu tàn lắm các anh chị em. Thì cây này dân Úc để ý và thời gian của hoa này nở từ cấp búp búp như thế này thì nở ra như thế này là tầm khoảng 10 bữa nửa tháng của anh chị em, mà vẫn còn cánh hoa tươi tốt và nhiều cánh hoa chưa nở. Hoa rất là đẹp, mỗi đọt mỗi hoa, màu hường hường cam cam và có cánh vàng nữa, rất là đẹp. Đây giờ hút quay cái lá cho các bác anh chị em xem. Đây là lá của nó, lá nó rất dày và có cuống lá. Đây là giống trang giống mới, dân Úc tạm gọi là
Hường cam Indo. Còn đây là trang đỏ cam Đài Loan. Các bác anh em xem kỹ nha. Đây là đỏ cam Đài Loan. Đây là giống tạm gọi, đây là giống trang giống mới là cam hường Indo. Hay là hường cam Indo cũng được các bác anh chị em. Màu hoa rất là đẹp. Hường hường cam cam vàng vàng rất là đẹp. Và tiếp theo dân Úc quay một loại bông trang Mỹ đỏ Tiền Giang. Và dân Úc có cây giống giao lưu cùng với cô bác anh chị em xa gần. Đây là mặt bông của cây trang Mỹ đỏ Tiền Giang. Bông nó như thế này đây. Đỏ đỏ hường hường. Và cái cuốn đỏ, cuốn bông rất là đỏ nha các bác anh chị em. Đây là cuốn bông Mỹ đỏ Tiền Giang. Và dân Úc quay cái bông Mỹ đỏ Tiền Giang cận kề thực tế cho cô bác anh chị em xem chiêm ngưỡng. Đây là bông Mỹ đỏ Tiền Giang. Mà hoa rất là hường hường vàng vàng rất là đẹp, đỏ đỏ hường hường vàng vàng. Và tiếp theo dân Úc quay cây giống cho cô bác anh chị em xem, yêu thích thì giao lưu với dân Úc nha. Đây là cặp cây giống, cây này gieo trồng cây giống ra rễ rất là mạnh nghe cô bác anh chị em. Cây này có chi tiết chiều cao là trên 1 gang, tầm khoảng 2,5 tấc. Thì dân Úc trừ hao cho cô bác anh chị em là 1 gang ăn lên, 1 gang trở lên. Thì cây này rễ ra rất là mạnh. Cây này rễ ra rất là mạnh nghe cô bác anh chị em. Cây này gieo trồng là quá ok. Thì dân Úc có số lượng chừng vài chục cây giống này nghe các bác anh chị em. Chừng vài chục cây giống này thôi. Mỹ đỏ Tiền Giang. Một đọt, một cốt, một thân, giót đọt. Thì cô bác anh chị em yêu thích thì giao lưu với dân Úc qua số điện thoại 034 988 1409. Số đó là số Zalo của dân Úc. Và đến đây thì dân Úc cũng xin kết thúc video. Và xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị em xa gần đã xem kênh, yêu mến kênh cây kiểng bông trang dân Úc. Và năm mới thì dân Úc cũng chúc toàn thể cô bác anh chị em xa gần được nhiều hạnh phúc và đầy niềm vui và thành công trên mọi lĩnh vực, vạn sự như ý. Và cô bác anh chị em xem kênh, yêu mến kênh cây kiểng bông trang dân Úc, cho dân Úc một đăng ký và một like, một chia sẻ, đặng dân Úc có động lực sưu tầm những loại bông trang giống mới, giống đột biến độc lạ, đăng lên Tubi cho cô bác anh chị em xem chiêm ngưỡng, yêu thích, giao lưu với dân Úc. Và mến chào cô bác anh chị em và hẹn cô bác anh chị em clip video tiếp theo.